Tang lễ TikToker Bích Tuyền, bạn trai cũ lặng lẽ đến tiễn, muốn kiếp sau gặp lại người từng thương. Gác lại nhiều tin đồn không hay và những lời bàn tán, bạn trai cũ TikToker Bích Tuyền dù đã đường ai nấy đi nhưng vẫn lặng lẽ đến tiễn Bích Tuyền đoạn đường cuối. Trên trang cá nhân, anh chàng gửi lời chia sẻ đầy xót xa. Sự ra đi đáng tiếc của TikToker Bích Tuyền vào ngày 2 tháng 2 khiến cư dân mạng bàng hoàng. Theo đó, chiều 2 tháng 2, gia đình đăng bảng cáo phó của Bích Tuyền lên trang cá nhân. Chị gái cũng thông báo đến toàn thể bạn bè và người hâm mộ của Bích Tuyền việc ra đi đột ngột của Hot Girl 2003. Trước một ngày qua đời, trên trang cá nhân TikToker Bích Tuyền vẫn đăng ảnh livestream trả lời bình luận của fan. Tuấn Ngô, người yêu cũ của Bích Tuyền bày tỏ sự xót xa khi nhận được tin buồn. Anh chia sẻ bản thân bị sốc khi nhận được cuộc gọi thông báo từ mẹ của Bích Tuyền. Mặc dù không còn là người yêu của nhau nhưng anh khẳng định vẫn còn thương cô. Sau khi tin buồn được lan truyền, Tuấn Ngô cũng bị cư dân mạng đồn đoán là đã có người thứ ba khi quen Bích Tuyền, nhưng tin đồn trên không được chính chủ xác nhận. Thế nhưng, dù đã chia tay nhưng anh vẫn còn tình cảm với nữ TikToker Hồng Nhan Bạc Phận. Tối 4 tháng 2, trên trang cá nhân Tuấn Ngô đăng tải ảnh kèm dòng trạng thái buồn bã. Anh tiễn em đoạn đường cuối cùng. Chuyện hai ta đã nói với nhau hết rồi em nhỉ, cùng làm cho mọi người thấy một tình yêu đẹp thế nào. Bây giờ, việc anh làm nốt là việc vượt qua nó như thế nào. Cảm ơn em vì đã là một phần ký ức đẹp trong anh. Hình ảnh đẹp về nhau anh đã lưu giữ riêng trong tim mình. Kiếp sau nếu được anh vẫn muốn gặp lại em lần nữa. Em ngủ ngon nhé. Mặc dù có những tin đồn gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Tuấn Ngô, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai và chỉ đăng tải dòng trạng thái thương nhớ nữ TikToker. Phần dưới bình luận, cộng đồng mạng cũng cho rằng hãy để nữ TikToker an nghỉ, đừng đưa những thông tin chưa có sự kiểm chứng ra bàn tán. Sau khi xảy ra sự việc, bạn trai cũ của Bích Tuyền cũng đã lên tiếng. Anh chàng chia sẻ nhận được cuộc điện thoại của mẹ Bích Tuyền. Và đây chính là cuộc điện thoại đau đớn nhất của anh từ trước đến nay. Sáng nhận được cuộc gọi của mẹ em là cuộc gọi đau đớn nhất của anh từ trước đến giờ. Dù không còn là người yêu, nhưng anh vẫn thương em. Hiện giờ anh ở xa em quá, nhưng em yên tâm, anh sẽ làm mọi cách để gặp em lần cuối. Chờ anh. Anh chàng đang ở quá xa, lực bất tòng tâm không thể đến bên Bích Tuyền ngay được, nhưng anh khẳng định vẫn sẽ cố gắng hết sức để gặp cô lần cuối. Được biết, lễ viếng nữ TikToker đã diễn ra vào 19 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2023 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây đã có rất nhiều bạn bè của cô nàng có mặt để thắp nén nhang và nói lời tiễn biệt với cô gái trẻ lần cuối. Thông tin gia đình đăng tải cho hay, lễ động quan sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 2 năm 2023. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng Tuấn Ngô câu tương tác từ cộng đồng mạng, anh cũng lên tiếng phân trần. Ngày hôm qua là ngày tâm lý mình không ổn định. Những câu chuyện trên mạng do mọi người đồn, đã có bạn mình bên cạnh lên tiếng giải thích. Hiện giờ mình đang về Hà Nội và sẽ ra sân bay vào Sài Gòn trong hôm nay luôn. Sự mất mát của người thân không phải thứ lấy ra câu view. Mình xin phép không đăng quá nhiều mạng xã hội về chuyện này. Trên cương vị là một người bạn và có quan hệ với gia đình em, đang làm hết sức và cố gắng vượt qua nỗi đau này. Cảm ơn và mình biết ơn. Hiện tại có nhiều luồng thông tin liên quan đến nguyên nhân Bích Tuyền đột ngột qua đời. Một số đồn đoán cho biết cô qua đời vì bệnh suy hô hấp. Sau đó từ khóa suy hô hấp đã lên thẳng top 1 tìm kiếm trên Google với 50.000 lượt tìm kiếm. Tuy nhiên, phía gia đình của nữ TikToker chưa có chia sẻ chính thức về vấn đề này, đồng thời không trả lời báo chí truyền thông. Chị gái của Bích Tuyền mong muốn công chúng hãy để cho em gái được nhẹ nhàng an nghỉ. Đặng Ngọc Bích Tuyền là cái tên đã không còn xa lạ với những ai thường xuyên sử dụng mạng xã hội TikTok. Cô nàng sinh năm 2003, hiện đang sở hữu hơn 500.000 lượt follow trên TikTok và hơn 92.000 lượt theo dõi trên Facebook. Nữ TikToker thường xuyên khoe những bức ảnh xinh đẹp cùng những video nhảy và diễn xuất ngắn trên trang cá nhân. Sự ra đi đột ngột của Đặng Ngọc Bích Tuyền khiến từ khóa tên của cô lọt top tìm kiếm trên Google, TikTok cũng như nhiều nền tảng mạng xã hội. Đáng nói, trên nền tảng TikTok, hàng loạt clip của Đặng Ngọc Bích Tuyền đã xuất hiện trên xu hướng. Lượt follow của Bích Tuyền trên TikTok đã cán mốc hơn 500.000 lượt theo dõi, tăng 100.000 chỉ sau một ngày. Hàng loạt cư dân mạng thả bình luận thương xót và gửi những lời cầu nguyện cho nữ TikToker xinh đẹp nhưng bạc mệnh.